Lương ơi, tại sao lại khẳng định sữa Grow là sữa chắc chắn tăng cân không? Những lý do em chia sẻ sau đây thì đều dựa trên nghiên cứu lâm sàng. Thứ nhất, sữa Grow là có chứa siêu lợi khuẩn HMM được phân lập từ sữa mẹ này, giúp bé có một hệ tiêu hóa ổn định này, tăng cân khoa học này. Thứ hai, sữa Grow là chứa hệ dưỡng chất lên đến 36 thành phần, giúp bé tăng cân một cách khoa học mà không béo bẹo này. Thứ ba, cái quan trọng nhất thì là siêu lợi khuẩn HMM giúp bé giảm đến 46% nhiễm khuẩn đường ruột này, 27% nhiễm khuẩn hô hấp này, từ đó tăng cái đề kháng cho bé được tốt hơn ạ. Tuyệt vời. Dựa trên những cái đề tài nghiên cứu khoa học và có cơ sở căn cứ, ở phía nhãn hàng của anh mới tự tin cam kết nếu như bé dùng sản phẩm trong vòng 7 ngày gặp bất cứ vấn đề gì về hệ tiêu hóa, hãng sẵn sàng đổi trả. Em thấy tự tin không? Tuyệt vời ạ, tự tin luôn ạ. Và nếu như mà các mẹ muốn mua sản phẩm thì mua ở đâu nhỉ? Các mẹ có thể qua Nghiêm Lương ạ. Nghiêm Lương là có hai cơ sở được các mẹ rất là tin tưởng. Thứ nhất là cơ sở 1 là ở Văn Môn Yên Phong Bắc Linh ạ. Cơ sở 2 là ở Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Linh ạ.